em bữa nay quá trời ba cái cỏ nó chụp xuống nên giờ cây nó khô héo với phần ở đây á, em không có tập trung được cây cối để mà chăm sóc với tưới tắm cho nó nên nó khô héo hết trơn. Giờ em mới gom cái này qua bên cái ruộng bên kia tập trung một chỗ, tại bên kia em có cái gắn cái dàn bét phun sương á, rồi mình tưới cho nó dễ chăm cây chứ không thôi nó mất sức quá trời luôn. Từ hồi đợt Tết tới giờ lo bông Tết đó, em không có chăm nó, giờ cỏ chụp lên không kịp làm luôn á cả nhà. Hôm nay em đang xuống cái bắp trắng với vụ á, nó không có thời gian là làm cỏ. Cái này là mình phải dời nó đi qua bên kia xong rồi á, mình phải thay bầu nó đi, trồng nó xuống dưới đất, tưới nó màu phát hơn. Chứ còn mình để bầu gì hoài rồi cái nó không có đủ dinh dưỡng, cây nó không có lớn. Chứ đáng lẽ giờ nay là cây phải cao gì nè. Mà trong cái bậc này, đây là cái dàn mai mà dàn mai ghép á, nên là em cũng chưa có kịp tháo cái chỗ mắt này của nó ra, nó phát triển nó lớn nó xiết bầu á, mình phải tháo nó ra rồi mình thay kẽm vô nữa cho nó đừng có sức gãy. Nhưng mà cũng làm, nói chung là cái rất đích. Ủa, cây nó bị xiết quá gì ta, chưa kịp tháo ra nó xiết cái chừng nó có ngấn không nè, thấy trời cỏ luôn, đất này nó dẻ quá chừng luôn, sao cây phát được, cái này phải thay mới được, dẻ cứ lắc lắc luôn. Cầm vô luôn, cỏ nó chụp lên nó rớt vô chỗ mắt ghép ra luôn rồi. Cái này đợi cái gốc bự lên nó xanh lại mới ghép được nè. Mấy cây luôn, nào quá trời ơi. Xách mấy cái này đi ra rồi để lên đây. Để em chuyển cái gì cho tiện chăm sóc nó được. Cái này vô qua một chỗ dễ làm, dễ chăm sóc không? Để túm từng nơi cái làm chỗ này quên chỗ kia cái làm không kịp, cái nó bị khô. Chắn khít khít lại thôi, nó nhạy thôi, cái nó dồn lại, nó ngã đi, nó phải rớt, cái mắt ghét. Này cho nó chặt chặt rồi nó lỏng quá đó. Đi dần dần thôi cái nó dột lại cục một cái nghiêng qua nghiêng đầu hết. Đẩy xe này đẩy đi được rồi đó. Để cho nó tập trung một cái bãi giống vậy nè. Rồi cái bữa gặn cái căng dây chồng nó xuống đất luôn cho nó phát. Giờ mình chưa có chồng xuống kịp nên để đỡ gì đi. Tại ở bên mé này nó có cái dàn phun sương nên là mình tưới tắm nó cũng tiện nữa. Qua đây phá nữa rồi, hai nhóc này. Đây. Đây nè. Đi qua đây ăn cỏ thuốc không á. Hai nhóc này nó cũng vui lắm nè cả nhà. Đi kiếm cái gì cho hai nhóc này nó ăn rồi kêu nó lại chơi, nó cũng vui lắm. Dạ. Ồ, kéo qua đây quá trời. Đây, có rau muống rồi nè. Đây nè. Đây. Bông. Cho em ăn đi bông. Bông.
ơi, chợ mua bánh chuối nướng á, nóng lắm, ngon lắm nha, ăn đi coi chừng chó nó thả. Ừ, em đi nha. Ừ, cảm ơn nha. À, ngon lắm. Chị ơi, biết tin gì chưa? Tin gì nữa? Rồi xuống một chút. Em mới ra ngoài chợ nghe má kể có thằng kia nhảy cầu nữa hả? Mới mấy ngày nay thằng vé số nó nhảy giờ tới nhảy cầu nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, cầu đắt dữ ta. Học lớp 10 rồi có bạn gái rồi mà cậu bây giờ là mê chơi game á, mượn nợ theo nghe đâu là thiếu nợ 2 triệu sổ á, nhảy cầu luôn. Có 2 triệu mà nhảy cầu luôn. Đúng rồi. Mà có nghe giấc được chưa? Em cũng không biết nữa, tại em mới nghe má kể, em chạy cái rẹt về đây kể cho chị ba nghe liền. Không nhận cái cầu nó đắt thiệt luôn á. Năm nay cái cầu này nhiều vụ dữ lắm luôn rồi đó cả nhà. Mấy bữa trước nay là có cái thằng bán vé số kia, vợ nó như là nghe nó vợ nó bị người ta dụ trên mạng á, rồi bỏ nhà đi cả tuần lễ, nó kiếm gặp nó buồn quá rồi nó cũng đi ra cây cầu á, nó nhảy. Mà mới mấy ngày nay thôi à, bây giờ thêm một em nữa học lớp 10 hả? Dạ đúng rồi. Tưởng đâu là thất tình á, mà là thiếu nợ 2 triệu thôi mà nhảy cầu luôn. Hồi mấy năm gần đây là cây cầu đó rất là đắt luôn đó cả nhà. Cứ quay lại là có người nhảy cầu mà xong á, nó sâu lắm, nước á nó xáy ghê lắm. Thôi nắng quá nắng thì đi vô đi, có gì thì chiều vô cải tiếp. Dạ, em vô nha chị ba. Ừ. Chị ba nhớ ăn bánh á. Nhà bánh chua nướng của má mua mà chợ nóng nổi. Làm chua nướng ra mà không đem nước cho chị ba luôn. Thôi để lát vô uống luôn, nắng rồi. Lát vô luôn rồi, khỏi đem nữa. Thời gian gần đây mấy cái vụ nhảy cầu hơi nhiều quá cả nhà. Mà cái cầu đó hình như là nó có hôn rồi sao á. Quay lại mà là có người nhảy, có người nhảy mà mấy ngày nay nè. Là thanh niên nhảy thì nhiều nha, đàn ông với thanh niên. Đa số là thất tình á, với thiếu nợ, giống như bị áp lực gia đình á. Đủ thứ chuyện hết trơn, là cây cầu nó nói chung là như là có hôn á, rất là nhiều luôn. Mà trong năm nay là cây cầu là đắt nhất luôn á, kêu bằng cây cầu xóa nợ luôn. Tùm lum chuyện giờ xã hội, giờ cuộc sống có nhiều người á, người ta muốn tìm cái sự sống, tài sản, gia tài của người ta để người ta bán hết, để người ta hy sinh, để người ta cứu lấy cái mạng sống. Còn có những người còn trẻ, thằng nó học lớp 10 thì nó cũng mười mấy 20 tuổi thôi, còn thằng bán vé số nó cũng khoảng ba mấy tuổi à. Mà nhiều người còn khỏe phơi phới vậy đó, buồn cái chuyện gì nó không có đáng rồi đó, mà nhảy cầu bỏ thân bỏ mạng trong khi nó cha mẹ nuôi tới cỡ đó rồi. Buồn vợ buồn. Như khoảng mấy tháng trước á, cũng có một cái em gái đó cũng nhảy cầu, mà không biết là buồn vì chuyện gì á, nhảy cầu rồi mấy ngày sau mới vớt được. Nói chung á, thì cuộc sống mà mạng sinh mạng là quý nhất, nhưng mà có nhiều người người ta hả hy sinh cả tài sản của người ta, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mà lấy lại được cái sự sống. Nhưng mà có những người á, người ta còn trẻ mà bỏ thân bỏ mạng vì những cái chuyện mà không có đáng á cả nhà. Thấy như vậy nó nói chung là nó không có đáng, mình thấy mình tiếc cho cái thân người ta còn trẻ, còn cả quãng đời dài vậy đó mà không có cái chuyện gì ra gì hết trơn mà đi nhảy cầu. Mà đa số là đi tự tử, tự giận gì đâu, không à, buồn cái chuyện vu vơ giật giẫn gì đâu á. Không chung á, mà về mặt tôn giáo á thì em cũng không có hiểu rành lắm, nhưng mà chết về cái tự tử á cả nhà khó mà tái sinh, với nói chung là nó khổ sở trầm lưng dữ lắm, chứ không phải đơn giản mà được đi đầu thai làm người đâu. Được làm người là cũng có phước dữ lắm rồi, nhưng mà không biết quý cái thân mạng á, những cái chuyện mà nói chung là nó gói gắm quá mà không có đường gỡ á, thì người ta nghĩ tới con đường cùng, nên là quỷ hoại cái sinh mạng của mình. Nhưng mà thật ra đâu phải chết là hết đâu, chết còn khổ hơn còn lúc còn sống nữa, chứ đâu có giải quyết được chuyện gì mà làm khổ cho người thân, những người còn ở lại á. Nói chung là phức tạp lắm. Mà thời gian gần đây thì những cái vụ này xảy ra thì rất là nhiều luôn. Em cũng không biết tại sao xã hội giờ ai cũng, nếu mà bí quá cái là tự giận bí quá cái là đi kiếm cái cầu kiếm cái cầu nhảy xuống thôi, như là xong rồi, xong một kiếp rồi, chứ không phải là quá trời. Thật ra mà nói bao nhiêu là chuyện luôn, nghe giết cái nhức đầu đau não luôn á cả nhà. Thật ra thì mình không có nhiều chuyện, do chuyện quá nhiều đi. Thôi em đi vô cả nhà, nắng quá.